Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay thì cũng là ngày thứ 25 ở server Darling S3 rồi và hành trình YouTube của mình thì vẫn đang cực kỳ là bùng nổ anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ nhận một số những cái phần thưởng, sau đó là đi làm những công việc thường ngày phải làm anh em ạ. Ừ, đây, nhận luôn. Thẻ chọn đời này. Bú. Rồi, tiên duyên. Cái gói này thì cũng rất là ngon, nếu như anh em nào có điều kiện nạp 249k mỗi một lần thì là tuyệt vời đấy. Bởi vì là có rất là nhiều những cái nâng cấp vật cưỡi. Vật cưỡi của mình này. Ôi, bây giờ bậc 5 nâng cấp lên bậc 6 thốn phết anh em ơi. Luân hồi điện thì cũng không có cái gì bởi vì sự kiện này mình lại không tích. Mình bắt đầu mới đang tích những cái vé tinh quái cũng như là thần thông thôi anh em ạ. Công thành chiến bang thì ngày hôm qua anh em như thế nào rồi? Còn mình thì top 6 thành ra là chỉ được 6 bông thôi. Vận may này. Đâu ngay. Rồi, không được dương pet đỏ nào cả. Hôm nay cũng có cái sự kiện là tiên đảo bồng lai. Thì lúc nào mà chơi sự kiện này thì mình sẽ review cho anh em luôn nhá. Rồi, ok, cứ tạm thời như vậy đã. Đấu la 7 ngày, điểm danh luôn. Cuộc hẹn 7 ngày. Ngày thứ tư rồi. 3 ngày nữa thì mình sẽ làm 129k để lấy thêm một em pet đỏ, nhầm pet cam nữa. Đó chính là ứng long. Rồi, tạm thời đóng cái này lại nha. Đây, bây giờ mình sẽ đi nhận phúc địa 640 đào. Đấy là mình auto treo máy khoảng 4 tiếng anh em nha. 4 tiếng nữa thì mình sẽ có khoảng 500 đào nữa. Tổng kết một ngày sẽ được khoảng hơn 1000 đào ở đây. Thì nếu như anh em muốn auto kiếm đào nó dễ dàng thì có thể là xem cái video mình đã hướng dẫn rồi nhá. Cái thứ hai nữa anh em có thể tải cái giả lập LD Player chơi game trên máy tính thì treo nó đỡ bị tốn pin, chứ còn treo bằng điện thoại thì cũng hơi thốn này anh em ạ. Reset linh thú nào. Ôi rồi. Ôi rồi. Cố lên. Trời ơi, vô chi kỳ. Nó không phải là ứng long. Loan điểu mới đau chứ. Rồi luôn. Lần cuối. Thế thôi nha anh em, ngày hôm nay có lẽ là không ra được ứng long rồi. Bởi vì ngày hôm qua mình cũng reset ra 2-3 em liền cơ. Mỗi tội là cái dòng của nó không ngon thôi. Chứ còn mình cũng reset được ra khá ứng long đấy. Tiên hữu. Du ngoạn phát đã, không nó đầy mất. Rồi, lại được thêm trăm đào. Động phủ túi càn khôn này. Đây, một số những cái phần quà. À đây đây, ở đây mình có này. Đấy, thế là đủ một lần tẩy luyện này. Hợp lý này anh em này. Thế thì sẽ đi tẩy luyện xem được cái gì. Thần thông tùy chọn. À, tí ngâm cứu luôn cả thần thông nha. Ui, gói ấn ký này. Ui, được này. Perfect. Mở luôn mấy cái này. Đấy. Ngẫu nhiên à? Mở luôn. Đây để mình xem à. Thần thông dung hợp nhanh phát. Đấy rồi. Tăng sát thương cuối à? Cũng hơi căng thẳng nhé. Tiếp theo còn cường hóa là thêm cái gì không? Dung hợp nhanh này. Rồi. Được 2 viên lam. Khi thì vẫn chưa ăn thua anh em ạ. 5.4. Nó vẫn thiếu đâu đó là 1-2 viên lục này nữa cơ. Thì mới có thể nâng cấp và lên thêm một viên tím. Đen thế nhỉ. Ở đây thì sao đây? Ồ, ở đây thì ngon này anh em này. Đấy, cường hóa thuộc tính kháng. Lên ngay, được chiến tăng nhiều thế. Ôi, tạm thời trang bị hai cái viên tím đấy là cũng ổn áp rồi anh em ơi. Ở đây thì sao? Dung hợp nhanh phát nữa nào. Cái này cũng thế, chưa đủ để có thể là nâng cấp thêm hai cái ấn ký suy yếu linh thú của mình. Ok, thôi tạm thời như thế đã anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi gọi là tẩy luyện phát lần đầu tiên như thế nào nha anh em. Xem ra là ra mấy dòng gì xịn xò con bò hay không đấy. Háo hức vãi cả trưởng luôn. Toàn dòng cùi nên là không cần phải khóa cái nào cả anh em ạ. Được cái nó lại hay ở chỗ đấy. À, thế mới đều chứ lại. Tẩy luyện đi. Cam đi. Ui, kháng hút máu, suy yếu linh thú, công, liên kích. Cay thế nhỉ? Kháng hút máu, công. Thề, có chọn thế nhỉ? Liên kích. Chứ né cân đách cái liên kích, trời ơi. Nói tận level 6 cơ. Vai cả trưởng ạ, cường hóa trị liệu. Thà mình để cường hóa trị liệu để mỗi một lần né mình hồi máu được nhiều hơn còn hơn. Nhưng mà nó lại suy yếu linh thú, kháng hút máu. Server mình thì cũng không ai chơi hút máu mấy. Thôi hủy anh em nhá. Tốt nhất là mình hủy. Đấy, bởi vì là mình chơi cái cường hóa trị liệu này còn hơn.
mình né nó còn hồi được nhiều máu hơn anh em ạ. Đấy, coi như là phát tẩy luyện đầu tiên là không ăn thua anh em ạ. Nên là tích lũy nhiều nhiều một chút tẩy luyện thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Rồi, lại tiếp tục công cuộc đi chặt cây thôi anh em ạ. Để mình xem sao là sắp lên cây 14 chưa. Còn một ngày 15 giờ nữa này, ôi sắp lên rồi. Và có thể nhớ anh em thì biết rồi, hiện tại mình đang là tiên thụ cấp 13. Và khi mà lên tiên thụ cấp 14 thì mặc dù là mình đã mua cái gói quỹ tiên thụ, tuy nhiên là cái gói quỹ này nó hơi khắm ở chỗ, đó chính là khi mà lên tiên thụ 14 là đếch cho phần thưởng hết, mà phải lên tiên thụ level 15 thì nó mới cho 3.000 đảo. Thế thành ra là ngày hôm nay nếu như mà mình xả hết thì ngày mai là lên tiên thụ 14 là mót. Nên là mình sẽ không xả anh em nhá, mình sẽ tích lũy lại, chờ lên tiên thụ 14 thì mình sẽ quất. Đây mình sẽ tính toán này, hôm nay là mình đã đi đào ở trong phúc địa được 700 cái đào ở trong này rồi, thì đâu đó nó chỉ còn khoảng đủ thể lực ở đây thì nó chỉ đào được khoảng tầm 300-400 nữa thôi. 300-400 nữa thì mình sẽ lên được khoảng, cứ cho là 400 đi. 400 đây là 1.700 cộng với khoảng 1.000 ở trong cái phần khiêu chiến yêu vương là 2.700 một ngày. Nó tính trừ hao đi là 2.500. Ngày mai mình cũng 2.500 nữa. Tổng cộng là mình sẽ có 5.000 đào. Thì ngày mai mình sẽ xả 5.000 đào ở tiên thụ cấp 14 đấy. Nó sẽ là hợp lý hơn anh em nhé. Chứ còn nếu như mà xả bây giờ thì là hơi lỗ. Chắc là anh em hiểu ý mình rồi đúng không? Ám rồi, có nhiều anh em là không để ý mấy cái nhỏ nhỏ này đâu nhá. Ví dụ như trong phần tiên cung này anh em này, Quang Minh Điện đúng không? Đấy, anh em ấn thích là được thêm một chút đó chính là tiên ngọc. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta bái kiến ở đây này, đấy, lại có thêm tiên ngọc nữa anh em nhá. Và thêm vào đấy nữa là chúng ta sẽ có thêm 3 lần là đi càn quét khiêu chiến yêu vương là cộng thêm 20 đào ấy. Nếu như anh em mà lại tiện tay vào đây ấn kiểu khiêu chiến yêu vương càn quét hết đi, xong bắt đầu vào đấy bái kiến thì nó thành lỗ 60 đào. Đây nha anh em, đấy, cộng thêm 20 đào này. Thêm phát nữa này. Đấy. Đấy. Đấy, thế là có 60 đào đấy. Ok. Mỗi một ngày 60 đào, 10 ngày chả 600 đào à. Đấy, có nhiều cái lưu ý nhỏ nhỏ thì anh em để ý một tí nhá. Ok. À đúng rồi, vào trong bàn tí. Xem tình hình trả giá đến đâu rồi. Ui, được nhỉ. Ê, bú luôn 307. Đấy, thấy không? Phê lợi. Có những hôm trả giá rất chi là ok, nhưng có những hôm trả giá thì cũng như hạch anh em ạ. À mình quên đấy, không cần là phải tích lũy lại hết tất cả 2.700 đào đâu anh em nhé. Mình sẽ xả khoảng 500 đào để có thể làm mấy cái nhiệm vụ kiểu vận may này anh em này. Đấy, mấy cái nhiệm vụ kiểu như thế này thôi, nhưng mà biết đâu đấy nó ra một em pet đỏ hay gì đó ngon ngon cũng được. Cũng không nhất thiết là phải tích lại hết tất cả số đào. Tầm 2.000 đào một ngày là được rồi, ngày mai tầm 4.000 là ok à. Tăng cấp linh thú 5 lần này, ôi cái này dễ này. Cứ nâng cấp vào mấy con pet lục này là nhanh này. 1, 2, 3, 4, 5. Easy á. Easy. Đấy anh em thấy chưa? Triệu hồi linh thú một lần này bắt đầu khó này. Có quái gì đâu mà triệu hồi. Hoàn thành huyết mạch. Xem nào có huyết mạch gì xịn xò không? Có luôn. Dị thú xâm lược, nhưng mà trước khi đi dị thú xâm lược phải đổi tinh quái cái đã. Đổi combo tinh quái này đi cho nó được nhiều sát thương. Mặc dù là mình chơi né nó cũng không được nhiều hơn là bao nhiêu đâu, nhưng mà thôi, được tí nào hay tí đấy anh em ạ. Rồi, ok. Đổi lại ngay, không là đi PK là thua lòi mồm ấy. Ra trận. Đấy, thế là được. Xem nào, hai bình đi chơi hai bình luôn. Nào, vào trong phần linh thú này xem có triệu hồi thêm được em nào hay không đây. Nâng cấp được một lần. Triệu hồi linh thú. Lười reset quá bởi vì không có nhiều cái ngự linh thạch. Thôi, hôm nay reset nhiều rồi anh em ạ. Vận may 1. 30 đảo à? Cũng được. 30 đào nữa này. Ồ, có trang bị ngon này. Ồ, được này. 21.9% này. Tuyệt vời. Tích cực quay tay, vận may nó lại đến rồi. Ôi. Nhiệm vụ. Thêm phát nữa đi. Quét đỏ đây. Ế, có món nữa này. Ngon này. Tăng được 25k lực chiến, nhưng mà phần trăm cũng được. Ok, thì ngày hôm nay đơn giản chỉ có vậy thôi anh em ạ. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như cho mình xin nút like để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video cho anh em nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở ngày mai, ngày 26, chúng ta sẽ có một cái tính năng mới liên quan đến Pharma. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.